Ngày 20 tháng 7, Công an thành phố Ninh Bình đã triệu tập nhóm thanh niên lạng lách đánh võng, bốc đổ xe, vi phạm các quy tắc về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo đó, vào ngày 19 tháng 7, trên mạng xã hội Facebook có đăng tải video về một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Ninh Bình, gây mất trật tự công cộng và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Ninh Bình đã nhanh chóng xác minh được một số đối tượng gồm Vũ Ngọc Kỳ sinh năm 2004, Đinh Quang Huân sinh năm 2005, đều có hộ khẩu thường trú tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Phạm Minh Phương sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Công an thành phố đã triệu tập các đối tượng trên đến làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện Công an thành phố Ninh Bình đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.